Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2024. Chiều hôm nay 28 tháng 3 lọc miền Nam trên kênh nói về được cái con 26 đầy An Giang. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 29 tháng 3 trên đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Mời anh chị em tham khảo. Vĩnh Long mình dự đoán cái cặp 0770. Bình Dương mình dự đoán cái cặp 3663. Trà Vinh mình dự đoán cái cặp 4774. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc anh chị em có nhiều may mắn cho ngày mai thứ 6, 29 tháng 3.